không chỉ giám sát. Hắn ta là một sát thủ thực thụ. Đừng tin bất cứ ai bên ngoài căn phòng này. Nếu trái lệnh, hắn ta được quyền truy đuổi và giết anh. Đó là nhiệm vụ. Hướng nào vậy, Benji? Bên trái. Nhanh, nhanh nào. Anh còn chờ gì thế? Tôi sắp phải nhảy qua cửa sổ đấy. Gặp lại tài tử không cần đóng thế, Tom Cruise, trong Nhiệm vụ bất khả thi, hậu quả trên kênh Cinemax.